Xin chào các bạn đã trở lại với chuyên mục camera tinh tế. Trên tay tôi là chiếc HTC bướm Butterfly. Nhưng mà thực sự là tôi chẳng thích cái miếng dán da này đâu, tôi thích cái màu đỏ nó hơn. Camera 8 megapixel Full HD. Tuy nhiên cái vấn đề tôi muốn nói ngày hôm nay là chúng ta hiện giờ đang có rất là nhiều thiết bị chụp ảnh rất là tốt, kể cả là điện thoại, kể cả máy compact, premium compact hay là những chiếc DSLR. Nó cho chúng ta một cái khả năng về nhiếp ảnh hơn rất là nhiều lần so với các ông cha ta ngày xưa mấy chục năm. Như vậy thì về mặt thiết bị gần như là chúng ta không còn có những cái cản trở về thiết bị nữa. Và chúng ta lại có hứng chụp, như vậy chúng ta đi chụp. Có một vấn đề tôi thấy một thành viên ở tinh tế trên diễn đàn đã chụp những cái hình tôi cho rằng là tương đối là chỉnh chu về mặt bố cục cũng như là ánh sáng và cũng được nhiều like. Tuy nhiên thì có ngay bản thân bạn đó khi phát biểu, bạn đó không thích cái hình đó, cảm thấy hình đó không có hồn. Trở lại, tôi nghĩ tại sao hình đó người ta thích mà bạn đó không thích. Đó là cái hình đó được dàn dựng sẵn và các bạn đó chỉ được chụp một cách đẹp nhất mà không có được một cái tình cảm của mình, không có ý tưởng của mình trong đó. Thế như vậy thì vấn đề của cái ảnh không chỉ là về mặt kỹ thuật mà về mặt mỹ thuật, tức là gì? Tức là cái bức ảnh đó nó phải mang lại được cho chính cái người chụp một cái sự thỏa mãn về ý tưởng, về tâm hồn, về những cái gì đó mà thuộc về cá nhân của chúng ta. Làm thế nào mà để đạt được cái đó và cái hình ảnh đó mang ra là của mình? Chúng ta biết rằng là sẽ có rất là nhiều cách mà để chúng ta có thể trau dồi được cái cảm giác về nhiếp ảnh, một cái cảm nhận về nhiếp ảnh, một cái sự yêu thích nhiếp ảnh đó. Chúng ta thường chụp xong, chúng ta đưa lên trên forum và chúng ta hy vọng có những cái nhận xét xác đáng về những tấm hình đó. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý rằng những người có thể cho được các bạn nhận xét chính xác, nhận xét mang tính xây dựng nhất, đôi khi họ lại và hầu như là thường là họ sẽ không cho các bạn một nhận xét miễn phí trên forum đâu, và chính các bạn sẽ phải là những người tự đi tìm tòi và tự trau dồi cho mình được những cái khả năng đó. Và ngoài cái chuyện là về mặt kỹ thuật chúng ta phải nắm được, có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiếm pháp, chúng ta có được kiếm pháp tốt nhưng chúng ta chưa có kiếm ý, chúng ta không biết đưa cái máy ảnh của chúng ta vào đâu và chụp lúc nào. Tôi xin giới thiệu với các bạn một vài cái cách mà chúng ta có thể tự trau dồi. Ngoài việc chúng ta coi trên forum những cái Flickr, những cái 500 megapixel, những cái hình rất là đẹp và đôi khi là chúng ta bị lạc trong đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải có cái cách nào nữa? Đó là những cái mà tôi muốn nói, đó là những cái cuốn sách ảnh, những cái tạp chí, những cái buổi hội thảo, những cái triển lãm trưng bày trong và ngoài nước. Đó là những cái mà chúng ta có thể học được. Các bạn có thể nói rằng ok, mua sách đắt quá, hội thảo đắt quá, triển lãm mất tiền, mất phí. Nhưng tuy nhiên đó là một cách rất là quan trọng để cho chúng ta có thể có được một cái cảm giác mà toàn diện nhất mà nhiếp ảnh có thể mang lại từ những nhân vật, từ những người nổi tiếng, từ những người có những cái bề dày về nhiếp ảnh. Những cái cuốn tạp chí, có thể là những cái tạp chí miễn phí, có những cái cuốn tạp chí của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hay là tất cả những cái cuốn mà tạp chí mà chúng ta có thể mua hoặc là chúng ta kiếm được, và đặc biệt những cái cuốn sách ảnh. Tôi có may mắn là được tặng cuốn này, đó là của nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Khánh, và vì vậy tôi không phải mua. Các bạn có thể là nếu như không được tặng thì thôi thì đành phải mua hoặc là gì đó, nhưng tôi có thể cho các bạn thấy rằng là một cái cuốn về nhiếp ảnh đương đại, chúng ta có thể có được học rất là nhiều từ những cái người nghệ sĩ, những cái bậc thầy ở trên thế giới. Cho dù là chúng ta không đọc được tiếng Anh nhưng mà về hình ảnh nó cũng có thể nói được rất nhiều điều. Như vậy chúng ta không được tặng, không có tiền để mua, chúng ta làm gì? Tôi có thể giới thiệu cho các bạn một vài cái tiểu xảo, đi vào nhà sách đọc chùa. Đương nhiên lâu lâu các bạn sẽ phải mua một vài cuốn, tuy nhiên thì có những cuốn giá những vài triệu, và các bạn lưu ý là nếu như người ta bọc bằng giấy bóng thì đừng có xé ra, nhưng những cái cuốn nào người ta không bọc, chúng ta có thể học được rất là nhiều những cái sách ảnh của trong nước và ngoài nước. Lâu lâu chúng ta đến đọc
chúng ta chiêm nghiệm và coi trên internet chỉ là một phần thôi, mà tất cả những cái vấn đề về ngoài đời, ngoài cái chuyện là chúng ta xem ảnh, những cái quan điểm nhiếp ảnh, chúng ta có thể học thêm về thơ ca, văn hóa, đó là những cái mà chúng ta có thể trau dồi được cái khả năng. Và ngoài ra thì phần trong cái bài viết này, các bạn tìm xuống dưới trang thì tôi sẽ đưa một vài cái link online, những cái gallery online về các cái trường phái nhiếp ảnh khác nhau mà chúng ta có thể học được. Như vậy thì chúc các bạn có những cái trải nghiệm rất là mang tính rất là tích cực, để sao cho chúng ta có được những cái quan điểm và xây dựng. Cuối cùng trở lại đó là gì? Đó là xây dựng được cái quan điểm nhiếp ảnh, cái một cái góc nhìn riêng cho mình. Có thể là không nhất thiết là phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nó là quan điểm của chúng ta và được một vài người ưa thích. Đó là niềm hạnh phúc của những tay máy. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau. Xin chào.